La Liga hay La Liga Santander, do nhà tài trợ chính của giải đấu là Santander, là tên của giải đấu bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Đây là hạng thi đấu chuyên nghiệp cao nhất tại xứ sở bò tót với 20 câu lạc bộ tham gia mỗi mùa, một trong những giải đấu bóng đá cấp câu lạc bộ hấp dẫn nhất thế giới. La Liga thu hút trung bình khoảng 27.000 người xem mỗi trận đấu, xếp sau ngoại hạng Anh. La Liga được chính thức thành lập vào năm 1929, đã trải qua 91 mùa giải. Hiện nay, ba đội bóng được cho là mạnh nhất La Liga là Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid, thường xuyên đại diện Tây Ban Nha tham dự UEFA Champions League mỗi năm. Và theo thường lệ, La Liga bắt đầu từ tháng 8 năm này đến tháng 5 năm sau, các đội tham dự La Liga sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi và về. Với tổng cộng 38 vòng đấu, và mỗi trận thắng, các câu lạc bộ được 3 điểm, hòa 1 điểm và thua thì không có điểm. Bốn đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng La Liga sẽ được giành vé tham dự vòng bảng UEFA Champions League. Hai đội hạng 5 và 6 sẽ được tham dự Europa League, ba đội xếp cuối bảng sẽ bị đẩy xuống thi đấu ở giải hạng 2 Segunda Division. Và ngược lại, ba đội có thành tích tốt nhất ở giải hạng 2 sẽ được tham dự La Liga ngay mùa sau. La Liga hay La Liga Santander, do nhà tài trợ chính của giải đấu là Santander, là tên của giải đấu bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Đây là hạng thi đấu chuyên nghiệp cao nhất tại xứ sở bò tót với 20 câu lạc bộ tham gia mỗi mùa, một trong những giải đấu bóng đá cấp câu lạc bộ hấp dẫn nhất thế giới. La Liga thu hút trung bình khoảng 27.000 người xem mỗi trận đấu, xếp sau ngoại hạng Anh. La Liga được chính thức thành lập vào năm 1929, đã trải qua 91 mùa giải. Hiện nay, ba đội bóng được cho là mạnh nhất La Liga là Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid, thường xuyên đại diện Tây Ban Nha tham dự UEFA Champions League mỗi năm. Và theo thường lệ, La Liga bắt đầu từ tháng 8 năm này đến tháng 5 năm sau, các đội tham dự La Liga sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi và về. Với tổng cộng 38 vòng đấu, và mỗi trận thắng, các câu lạc bộ được 3 điểm, hòa 1 điểm và thua thì không có điểm. Bốn đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng La Liga sẽ được giành vé tham dự vòng bảng UEFA Champions League. Hai đội hạng 5 và 6 sẽ được tham dự Europa League, ba đội xếp cuối bảng sẽ bị đẩy xuống thi đấu ở giải hạng 2 Segunda Division. Và ngược lại, ba đội có thành tích tốt nhất ở giải hạng 2 sẽ được tham dự La Liga ngay mùa sau. Top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử La Liga. 10. Edmundo Suárez, cựu tiền đạo bóng đá người Tây Ban Nha ghi được 195 bàn thắng. 9. Fabinho, cựu cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha chơi ở vị trí tiền đạo, ghi được 210 bàn thắng. 8. Quini, cựu cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha, ghi được 219 bàn thắng. 7. Seja Rodrigo, cựu tiền đạo bóng đá Tây Ban Nha, ghi được 223 bàn thắng. 6. Alfredo Di Stefano, cựu tiền đạo bóng đá người Argentina, ông ghi được 227 bàn thắng tại La Liga. 5. Rô González, cựu cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha chơi ở vị trí tiền đạo, ghi được 228 bàn thắng. 4. Hugo Sanchez, cựu cầu thủ bóng đá người Mexico chơi ở vị trí tiền đạo và ghi được 234 bàn thắng tại La Liga. 3. Temo Yara là cựu tiền đạo bóng đá người Tây Ban Nha, ông ghi được 251 bàn thắng. 2. Là Cristiano Ronaldo, tiền đạo bóng đá người Bồ Đào Nha, anh đã ghi được tổng cộng 311 bàn thắng tại La Liga. 1. Lionel Messi, tiền đạo bóng đá người Argentina với 442 bàn thắng được ghi. Messi được xem là cầu thủ vĩ đại nhất La Liga cho đến thời điểm hiện tại.